Cô ấy có hỏi bạn thân và con trai, thằng nào cũng red flag. Thằng phú, con bà cạp, chúa tể thao túng tâm lý. Anh yêu em thì mới làm vậy chứ. Nhưng mà em cảm thấy rất sợ và mệt mỏi. Vậy em không muốn anh yêu em nữa đúng không? Em mà gì đi date cũng được, còn anh sẽ mặc đồ phong cách Nhật đó. Thằng anh Lê, cung sư tử, ông hoàng đa nhân cách. Anh yêu em, nhưng đôi lúc anh sẽ tạo cho em cảm giác em không quan trọng. Anh có thể làm trai ngoan nếu em muốn, nhưng đôi lúc em sẽ thấy anh hơi bát vì bạn nữ khác thích vậy. Thôi ăn crush đi mày ơi, chơi với hội red flag á thì nhỏ đó cũng không vừa. Tao có nói là tao crush nhỏ đó đâu, tao chỉ đang suy nghĩ không biết nên chọn thằng nào làm con mồi tiếp theo.